nếu mà hiểu á, số là cái số gì nè, đâu nè, trời đất. Tao lại mày mơ, trời ơi, vậy nó người ta là ủa số 1, số 2 nó có trên chai. Dạ mà nhà không cảm gì. Dạ, là đầu tiên cho phép Hoàng Nhân mến chào toàn thể của chú anh chị nha. Trời đất ơi. Ôi. Đi ông con xuống nè. Tôi đi lén lúc mà cũng gặp mấy người á hả trời. Em đặt camera ngay nhà chị á. Trời, chị ra là em biết liền luôn. Thấy ông xuống hả? Không có, chị đi lấy đồ mà. Hẹn nó đâu xuống. Trời đất ơi, quá trời. Bất ngờ cũng gặp mấy ông. Thân hay thì. Dạ, mấy lâu xuống. Dạ. Chú trong đi chị, bên đây, bên đây, bên đây. Ủa, sao không ai chụp này? Có báo hiệu mà. À, vô cái là báo liền, tít tút 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 liền. Ủa, sao nó dính cứng ngắc luôn rồi. Bữa em thấy chị chốt đơn hàng cái đầu tóc rối bời luôn ta. Đầu tóc rối bời, xỉu luôn. Nghĩa là quá tải không chị? Quá tải, chịu không nổi. Xin lỗi, chịu không nổi. Cái người like thì cứ like kìa. Mấy đứa cho chị wifi coi. À, lon lon 1022 a cộng. Luôn dạ. Hai chữ lon lon chữ L là viết quay nha chị. À, đâu? Cái nào? Cái dưới á. Hai cái dưới á. Su su hả? Cái này cái 5G, cái 5G. Loan loan hả? Em ơi, đó nghe nè em ơi. Em ơi. Lon lon một gì? Lon lon 1022 a cộng. Hai a cộng hay một a cộng? Một cái à. Ơi ai vậy ta? À chị Bích Trâm hả? Biết chị Bích Trâm luôn. Trời ơi, ghê ta. Nó đâu có biết tôi đâu. Ủa nó tên gì vậy? Ơi à, tên gì ta? Không nên chơi thôi, có cơm cho chị ăn không? Chị đi đâu xin cơm ăn á, cái hũ gì để lại đi coi. Này. Chị đâu cũng phải có đồ ăn không? Có ăn cho chị không? Ăn con gà được không chị? Con gà sáu bên luôn kìa. Phải nói là chị Bích Trâm vừa đến thì chị Lon cũng vừa tới luôn cả nha. Đây chị Lon đang bên ngoài kìa, đang đi xe vào. Rồi chị Lon tới đem quà. Đâu, cái này gì đây? Cái này đây thì sao? Dạ em chào chị. Alo. Chào chị nha. Trời ơi, tôi đi tới bất ngờ mà cũng gặp cái ông nội này nữa. Hay ghê chứ. Hả? Đi lên cầm cầm tay. Ô, con sợ quá hả? À. Sợ chú Nhân với chú buồn quá hả? Con sợ chú Nhân với chú buồn quá hả? Quá trời đồ luôn nè mọi người ơi. Đó. Tôi đi lên tôi lấy hàng cho mấy bà ơi. Chị uống nước gì không? Trời ơi, không, từ xa xôi tôi lặn lội, lê lết, băng rừng lội suối. Tôi đi lên đây tôi lấy hàng cho mấy bà ơi. Dầu thơm đây. Thơm quá, chưa mở nắp mà đã thấy thơm rồi. Chưa mở nắp mà đã thấy thơm rồi. Ờ, chưa mở nắp mà đã thấy thơm rồi. Thơm thiệt luôn á, quá thơm luôn. Biết sao không? Mọi người nói á, là dầu thơm á, là lấy gì mọi người số mấy, lựa mà gì mà điền. Thực ra nếu như mà mấy chị lên tận shop của cái Loan á, 1022 Hòa Hà Quy Giác, phường Thạnh Lộc, quận 12, thì mấy chị sẽ lựa được đúng cái số, đúng cái màu, đúng cái nguồn. Còn thật ra chăn cũng không có lựa được, tại vì khi mà chăn hoa bán thì bên cái Loan hết đặt đây đó, thấy không, lấy mình không có lựa được cái mùi nó kỹ đó, nên là chăn bán ngẫu nhiên. Còn mấy chị lên đây thì lựa được hơn. Cái chống nắng này mới ra rất là ok mọi người, chống nắng cho một hộp thì mới ra rất là ok luôn, 400 đó thì đủ hết nha, bên chăn là bán đủ hết. Ê tụi bay còn cái tấm này cho tao một tấm, tao đem về tao chụp hình, tao cầm tao coi coi đó, bên chăn là bán đủ hết các cái mỹ phẩm của cái Loan đó, mọi người thấy chưa. Hôm nay là lên là để cho mọi người thấy là lên tận nơi lấy hàng về cho mọi người luôn á đó. Đó thì do là cái chương trình khuyến mãi hồi bữa giờ á, là nên làm là các cô chú anh chị các bạn đặt hộp giá để đặt hơi bị quá tải và chán cái hàng sản xuất cũng chưa có kịp, nên là ví dụ như Chanh đã viết đơn chốt đơn cho ai rồi thì có đơn
Còn mấy cô chú anh chị nào mà nhắn mà nó còn trong tin nhắn chờ đó thì chờ từ từ dùm chăm nha, chờ từ từ. Tại vì bây giờ có chốt đơn á thì cũng không có hàng để giao nữa, thì cũng không có hàng để giao đó mọi người nha, đầy đủ hết. Cái này gì đây? Xịt khử mùi. Ê, cái xịt khử mùi vùng kính này sao chưa có trên cái menu này nha, kem này nha mọi người nha. Đó, mọi người lên đây á thì mọi người tự chọn được những cái gì đó đầy đủ hết. Còn như là mua qua thì chọn trên menu nhìn chăm nha. Đó, hôm nay lên cái hàng gì cho mọi người. Hôm nay lấy còn cái chục hàng hàng gì cho mọi người luôn. Về là thực ra chắc cũng bị gói nha. Đó, thì ai mua cái gì bên Thái Lan thì cũng cứ Zalo cho chăm nha mọi người nha, cứ Zalo cho chăm 0902459042. Đó, cái menu có giá sẵn hết. Thì mọi người mua hàng bên Thái Lan thì cộng nhìn chăm thêm 30 ngàn tiền ship nha, cộng 30 ngàn. Còn nếu như các tình yêu nào mua kèm hàng bên chăm, mua kèm hàng bên chăm thì miễn ship. Còn hàng Thái Lan không thì cộng nhìn chăm 30 ngàn tiền ship nha mọi người nha. Đó, chứ đâu lời là bao nhiêu đâu mà tôi phí ship đúng với bà. Tôi nghĩ cũng có cái bà. Đó, thấy chưa, mình thấy chưa? Đây lên tới tận nơi rồi thấy không? Lên tới tận địa bản dân luôn thấy không? Đó, đây nha, mỹ phẩm Hồng Loan nha, cho đến tận nơi nha. Đó, lên tới địa phận luôn, địa bàn luôn. Lên tới địa bàn, địa phận của mỹ phẩm Hồng Loan luôn. Đó, biết sao không? Tại vì chị nói với mọi người cái vụ dầu thơm. Dầu thơm á, mọi người kêu chị mua mà chị đâu có biết mùi nào đâu. Tự nhiên có người kêu mua số 1, số 2, số 9 gì mà người ta còn học. Cái chị nói là mua chị thì là chị giao ngẫu nhiên thôi, chứ chị không có lựa được. Không được tới tận đây chị mới lựa. Quá trời màu nè. Nếu mà lựa số là cái số gì nè? Đâu? Nè. Trời đất. Tao lại mày mơ. Trời ơi, vậy nó người ta là ủa số 1, số 2 nó có trên chai. Dạ, nhà không cảm thì đây là đại lý mới vô nên là chưa có gần. Trời ơi, không ổn rồi, con ở Việt Nam thì mày làm tiếng Việt đi. Trời ơi, bây giờ con mới thấy má ơi. Bây giờ xe bên là số 7. Ôi trời. Đang học tiếng Anh cho nên là mày để số tiếng Anh vậy nè đó. Con lấy chuyện số 9 á, số 3 nói chị ơi. Chị lấy mẫu nhiên giùm em tìm được cái chai đó đâu có thấy cái số. Trời ơi, bây giờ thề luôn. Bây giờ chị bây giờ là luôn rồi đó. Bây giờ là lâu luôn rồi đó. Mà cho đó, nó làm á. Sao nó làm cái hũ á. Em làm mày cầm đi, mày cầm sao phân biệt. Mày cầm coi sao phân biệt được. Chị nhìn chị đi quán gà luôn. Và chị nói, ủa sao bóc lộn hàng cho khách tại mới á. Nó coi hàng ăn sạch luôn rồi. Mà nó chá mở đèn lên. Nó chá con mắt gặp tôi bị lộn sắc mấy bà. Trời ơi, tôi nói ủa lâu sao mày không làm gì cái hũ màu đen, cái hũ màu vàng, cái hũ màu đỏ cho nó phân biệt. À dễ vậy ha. Dạ. Chứ mà nhiều phụ nữ nhiều ra cái này nè. Mà phải dạy tiếng Anh nữa. Nói xin lỗi chứ. Tiếng Anh thì em nám đây đi gãi mẹ em nám đi. Không, mê lắc ma. Có thể chứ mấy cô chú anh chị, mấy bà con mình ở dưới đường sâu đường xa nhiều khi đâu biết mê lắc ma là gì đâu. Nó có bên này là cái gì bên này. Mà người ta cái đem này để vậy cái mặt cho tiếng Anh cho nên nhìn nó đẹp. Một chút nó có mệt mà hiểu không? Cái hàng gì mà khó khăn người để sợ, hàng gì mà hàng khó khăn làm khó người bán, làm khó luôn người mua. Đó, đi vô đóng hàng cho tôi đi cô. Trời ơi, đóng hàng. Ở quay báo rồi, đóng tôi đóng luôn hả? Hỏi tôi đóng chưa? Đó, cho mọi người nha. Hôm nay cô Trâm đã biết khách rồi. Đèn chim mấy bữa giờ mấy cô chú cứ nói dồn trong số 1, số 2. Mà tôi tìm mát hết cái chai không ra cái số. Chị đâu có biết. Chị nhìn cái hình lộn đó, số 1, số 2 ta. Mà chị không thể nói chuyện qua anh chị chú. Ờ ha. Qua anh chú này chứ. Hôm nay nó nói tao mới biết. Cái này chu này chu đúng không? Tao thì chu á, quanh chu chi là nó đánh số 1 số 2 thì thôi người ta đánh vậy. Ơi, mình có biết tiếng Anh đâu. Này chu chu ha. Không, số nhìn nó không có đẹp nhưng mà để cái tiếng Anh vậy vô. Này là pho đúng không ta? Nó sang. Ờ, nó sang nó lạ nữa. Trời ơi, bỏ học tiếng họ bỏ. Em bỏ học tiếng Anh lâu lắm rồi bây giờ nhìn ra không nhớ. Số. Cái đứa nào mà nó design cho mày ra cái chai dầu thơm thì tao muốn quýnh nó dễ sợ. Thôi, quýnh nó dễ sợ. Làm khó cái chơi cái app thì tiền quá hả ngang ngang đi làm thầy là như vậy nhỏ nhưng mà nó đẹp em rồi cái app thì thấy là sáng liền luôn nó kỳ cục em là cái kẹo dạ em cảm ơn em nhỏ vậy uống mía thể uống nước mía được hỏi thì sao thích uống nước mía quá lần nào cũng uống nước mía cho nó biết sao nước mía uống nước mía nó rẻ cái mùi nhà cái nghề không uống nước mía được mà cứ đưa mười mấy ngàn năm nay chị không uống mía thì rồi mấy đồng. Ừ, đúng rồi, tại vì làm nghề á,
đang làm ăn với Long ngon lành quá mà ăn lộn có không sao. Nước mía ăn sao lộn không? Không ai chơi nước lộn. Nước mía ăn gì? Ủa chị mình? Nước mía là nghề là giống như là nước mía nó xước nó sắc rồi á. Hả? Đó. Quên. Nên là không bao giờ trước giờ là đúng rồi, là đứa nào cầm nước mía hay cầm mắt rồi đó. Biết là ăn là đụng ngon chứ không ngon. Nước đá đây còn dài nước đá. Dạ. Kêu đứa nào đừng lấy nước đá nè. Đó rồi mọi người mua hàng gì thì cứ nhắn cho Trâm nha mọi người nha. Bên đó là không có ai. Rồi nước đá mọi người làm vậy đó hả? Mất hồn vậy. Quá tải thì mọi người cứ nhắn phụ bên đó lên cái nick Trâm hoặc là Facebook Trâm hoặc là Zalo của Trâm là 0825. Mong mọi người nhớ thì Trâm là tên tiền ship 30% nha. Nếu có kèm đơn của bên Trâm thì Trâm mới miễn ship, chứ mua nhỏ thì không cũng miễn ship là ôi cô bán thì không miễn ship được cái là ôi. Rồi lát nữa thì Trâm nghĩ chẳng hôm nay có thể là bé Lan sẽ lên live để mà nói về cái vấn đề khuyến mãi lại cho mọi người, nó có hơi chặt rỡ trục trặc chút chéo. Dạ không, mình nói luôn gì chứ lát nữa các bạn không có thời gian để live thì cũng chuyện nữa. Không, để tôi chăm bàn lại à. Để tôi chăm bàn kỹ là về cái vấn đề khuyến mãi. Tại vì bây giờ nó bị quá tải á, có nhiều đơn chưa có chốt được cho cô chú anh chị. Nên là để chút nữa tôi chăm bàn lại rồi có gì. Một là chị có cái lòng like, hay là cái gì chăm like thêm mình nữa. Nói cho cô chú anh chị nghe, cho đăng lên trên bay á. Mọi người thấy là bây giờ xuống like cho người nha. Xuống like để vô đóng hàng rồi về cơm nước nữa chứ bên Long không có ăn cơm hả cưng? Có không cơm đi tới đâu đi tới đâu là xin ăn tới đó đi tới đâu là ăn chụp tới đó hỏi nhẹ để nó có bao bọc cơm ăn thì sao quá mọi người ơi. Em lo bé là gì không có cơm để ăn nè. Trời ơi, một cái tiệc mỹ phẩm lớn như vậy mà không có hộp cơm để ăn hộp cơm quá trời đó. Rồi mọi người các cảm ơn chị mà ở gần khu Gò Vấp nè, quận 12 rồi này nọ đó, mà mình có dịp đi ngang thì mình mua trực tiếp ở cửa hàng của bé Loan luôn, thì mình sẽ lựa chọn rồi cái mùi dầu cơm rồi nó thích hợp hơn là mua trên thì đúng cái số nào thì Trâm lấy số đó thôi, chứ Trâm không có nhớ mùi hết. Giả lại cái lỗ mũi Trâm lại bị nghẹt nữa, Trâm thở được có một lỗ à? Cái lỗ mũi Trâm thở được có một lỗ à, nên thử mùi dầu thơm đó. Nó cũng không chính xác đó mọi người. Nha, rồi cảm ơn các tình yêu rất là nhiều. Phương thương yêu ủng hộ bé Loan cũng như thương yêu ủng hộ bên chú Trâm nha. Chào mấy các anh chị Trâm xuống nha. Xuống lại thì mấy hàng mình về. Mấy hàng về đóng gói cho mọi người nè. Có giả anh gọi chị mà mua hàng mua rồi cảm ơn mọi người Trâm xuống nha. Cứ giao lưu với Trâm nha mọi người nha. Cứ giao lưu với Trâm. Dạ. Bên em hay video cũng khá là dài rồi cả nhà, hôm nay cũng xin kết thúc video tới đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, mong cả nhà hãy like cũng như là chia sẻ với cả nhà.